Khoan dậu. Dậu ơi, dậu ẩm 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 gì chứ, lên xe an toàn giùm cái dậu. Giờ là gì chứ được má chồng dẫn đi ăn gà rán nè, rồi mua xà bông. Từ từ để lên xe. Gọi đầu nha quý vị. Khoan để bây giờ là toàn chở nha. Tay đua. Ẩm nổi không? Ẩm nổi không? Hơi. Hơi. Rồi. Trời ơi, như con đồ vậy trời ơi. Nó làm gì? Té đó. Té đó. Bà. Nó đi. Trời ơi. Hãy xem luôn. Rồi. Rồi lên. Thôi chúc chào mọi người đi chào. Cách ca la 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 la. Đi ăn ké rồi nha. Đi ơi. Chết. Ngồi xích ra đi, ngồi xét ngon. Khách kha lại la đi ăn ké nha. Ôm vô chứ. Con chù chỏ nha. Lại đi. Ôm vô chứ. Em yêu. Đi nha. Con quá. Ôm vô chứ. Ê con bảy mấy ơi. Ôm vô. Bảy mấy ơi. Rồi đi đi, chạy đi đòn. Bye bye. Rồi bây giờ là vô tới Vạn Hạnh Mall rồi nha quý vị. Đó, dì Chất đi ăn gà rán được sừng bao, má chồng bao. Đòi 50 cái vàng, 50 cái cánh, 50 cái đồ vậy không? Chất ơi mua đồng hồ. Mua đồng hồ đeo chứ. Thôi. Đồng hồ đây đẹp nè, giá rẻ mà không có nhiêu á. Rồi đi vô siêu thị mặc áo mưa. Chất. Không chất lạ đời. Kỳ vậy, vô siêu thị mặc áo mưa. Lạnh. Lạnh dữ không? Sơn sáu mua cho chất đôi guốc cao gót mang. Giờ đi ăn trước hay sao? Mua đồ trước hả? Xuống chừng té nha chất. Cái kỳ xuống thằng máy nè, từ từ nha. Có vẻ chất xuống thang máy hơi bị sợ. Chất sợ đi thang máy rồi chất. À, chuẩn bị bước ra nè, nè. Từ từ nghe chất ơi. Bây giờ vô đây muốn gì? Sữa cắp, quên, xà bông gội đầu, lê bôi. Xà bông gội đầu, lê bôi hả? Nè. Lê bôi kìa. Đây nè. Đúng rồi, đây xà bông không nè. Đây riêng mấy nha. Chứ đâu có bôi chứ. Bôi bôi. Cho cái này bỏ cái bụng đi. Bỏ đi. Đi à. Chưa má chồng hỏi má chồng có lấy đồ đựng không? Đụng gì chứ cũng gờ gì chứ. Gờ lỡ rớt là đền nha. Chứ kiếm chai nào bự bự chứ. Cũng hai má chồng mua chai nhỏ xíu rồi thấy chưa. Kiếm chai 5 lít mua chứ. Bà lê bà có gì nhỏ quá vậy bà. Bà à, bà họ có chai 5 lít không? Có chai 5 lít không? Có chai 10 lít cơ mà. Chứ có chai 5 lít chứ không. Sữa tắm dê. Sữa tắm mật ong. Thôi đừng có tắm sữa dê. Dê tắm vô dê gì lắm. Cắm vô cũng cái này gọi kháng khuẩn thôi này chai thôi đủ rồi đi ra. Dạ nhiêu? Ra mà kia trả tiền kìa bà. Có hỏi má chồng có mua gì nữa không? Ở đây. Mua cái bình chữa cháy gì chứ. Mua gì nữa? Ở đây chết ơi. Sữa tắm cái này chết ơi. Đúng rồi nè. Sữa tắm lê bôi quá trời nè. 195.000. Tranh thủ đi chết ơi, kiếm chai bự bự đi. Có chai bự. Có. Này là gì? Lâu lâu má chồng dẫn đi bữa thì tranh thủ kiếm chai bự đi. Chai bự cũng có. Kìa. Chai bự kìa đó.
hỏi mấy chồng không có trái bự luôn. Cái này nè má, để bôi nè. Cái đó sao hẹn cái này con, cái đó thấy bự hơn cái này. Không, đó nó nói là muối hồng, nó có muối hồng, nó bị cái này là nó dơ lắm, có muối sát nữa. Một chai này 200. Thôi, mua đi thôi bây giờ một chai 200 gì trước bỏ vô 160 xưng bỏ 40 thôi. Đâu gọi đầu thôi. Mua chai nhỏ vô trước được rồi, vui vẻ đi nè. Đúng rồi. Quà biếu mà. Quà biếu mà. Giờ ok. 61.000. Vậy ok đi ha, vui vẻ đi. Thôi đi về má. Chai bự bự á, mua chai nhỏ xíu à, trả lộn. Chai chứ còn nhất kìa. Đó, bự nhất đó. 202.000. Trời ơi, đâu cho nha mày. Không phải là mày mang về mày cắm lại gia đình mày nha. 153.500 đồng. Ủa đi con trai này thôi, đi về mệt quá. Gái ơi. Chứ thèm gà ngán rồi. Này gái gì thơm nè. Rồi biết cái loại đó luôn á, loại đó là Enchanter. Loại gì? Enchanter. Là nước cũng dành cho phụ nữ tắm á. Vậy cuối cùng mua chai nào cho bà? Rồi đưa cho bà ôm luôn đi. Rồi ra tính tiền. Rồi xong rồi nha quý vị. Bây giờ gì nữa, mua gì nữa. Giờ đi lên lầu lầu 1 ăn gà rán phải không? Dép là dép lẹt quá. Tụi vô là 1 triệu đó, chất là 1 triệu đó. Chất là ghế massage rồi nằm không chất. Lâu lên lầu ăn gà rán. Thôi giờ chắc chuẩn bị hey. Nha cả nhà. Ai ra cái hết hồn ta giờ. Hey, mập. Cái này là ở lớp đe nha chứ không phải là ở nhà nha chứ. Chính lại nhà cái đuổi luôn á. Bạn cái gì xếp xếp mang về. Chứ uống nhím nhím này nha, có nhiều đây thôi chứ không có chỗ uống nhiều nha. Trời ơi, bà tư phải lăn tay chi vậy? Không ăn để đây người ta ăn. Không đồ lại gì. Ủa, chứ không biết ăn phải lăn tay vậy? Biết, đủ đây. Cái gì mà bảo được anh không cần có biết mà miễn sao nó ăn được. Bơ với đường với, cho bơ với đường. Xin bơ tí ơi, xin bơ với đường anh. Đây đâu có bơ đường đâu. Bơ đường. Trời, anh Toàn. Trước nói chuyện, anh Toàn nó quấy cái đầu. Cái gì? Rồi ăn kem sô-cô-la. Đó, bệnh mới ăn gì nữa. Ủa, bà Sương Mỹ đâu rồi ạ? Cười cái gì chứ? Cười cái gì chứ? Bán cây kem chi cô la rồi. Rồi chứ cứ nước tạo kem nha giờ. Giờ phải bả giống gì thì giống như nít vậy nè. Mấy đứa trẻ gặp kem. Đó tao chịu đời nổi không? Vô siêu thị mặc áo mưa. Áo mưa áo bà ba. Trời cái đồ chấm nhỏ chứ đi. Phải lăn tay với lại bác xin đường với bơ. Cái đó là gì? Bánh ăn bánh mà nó ráo bụng với bò vô đó. Nhiêu cây kem nhiêu chứ? 7.000. Gì 7.000? Rẻ vậy? Ủa cái này cái gì vậy con? Dạ cái lon chú hồi nãy con lấy còn thiếu một cái. Bây giờ cái này là đủ cái lon của mình luôn. Rồi 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 rồi. Cái cô chức hả? Ở gì? Ủa cái này bác kêu hả? À, hamburger. Cái gì? Hamburger. Cái nó nãy nó là gì? Ừ, hamburger nè, chứ khoái ăn nè. Đúng rồi. Má con cu này là dành ăn này trước đã đi dành.
ơi, chứ ăn kem ngon lành nha, chưa hút rồi ghé nào hút kem trước nha. Cười cái gì chứ? Chứ cười xấu đi, chứ cười đẹp đẹp xíu đi. Đó, chứ cười nha, đó, làm gì. Ừ, chứ ăn ngọt hoài hoài chứ không sợ hả? Chết đâu mang theo hả? À, ý thì chết nửa lần ăn thì ăn đi, chết đâu mang theo được đâu. Cứ ăn đi. Ăn gì mà có già vậy? Nó nói lại, nó ăn cái này hơn, ai cho nó ăn này? Cái đó là hamburger. Nó mổ gì nhiều xong? 260. Hết cái này là 260 ngàn nha. Luôn bánh hamburger luôn hả? Hai cái bánh hamburger. Hai cái hamburger với hết cái này luôn, với lại 4 ly nước là 260 ngàn. Hết ly nước cái tô mà đi lần chơi. Ăn nọ bánh cù mới kẹo kẹo bánh này thằng nổ quá, nguyên nó mua cái nào bự lắm. Bánh gì? Bánh cũng giống vậy nè, nguyên mua cái bự. Đó, em chơi chất sáng, chất tối mắt con. Mới biết chồng có tình, mới giải trừ nó thôi. Con nghĩ bà cũng ngại. Bảo lục đó. Tự nhiên ăn cái măng ăn vậy chứ. Vậy anh xem lẹ đi ăn. Ăn nữa đi. Cái này chủ tàu vậy à. Trời, có tiền chức bán vàng đi. Cho con đeo không được bán, cần có ngày sinh nhật rồi. Đấy là dạng cho con đeo không được bán hả? Dạ, con mua đeo. Bà để đây, bà vô duyên quá, của ta bà để cũ vậy. Nhạt quá trời nhạt, dính bản quyền chắc. Nhạt nhỏ quá, mở lớn đi. Ông ăn gà ghén. Gì? 5 tháng hả? Mọi người 5 tháng không ăn gà ghẻ quá. Mới đi ăn mình. 5 tháng. Chất gì cũng nói được nha cả nhà đó. Không nói được là không phải là gì chứ. Nói nữa là giống nhỏ. Thôi chứ cũng nói rồi ăn ăn đi chứ không ăn đỡ cái mạng rồi mai chết cũng vậy à. Vui vẻ hồn nhiên. Nhưng đứt ba tuổi gì chứ. Anh nói nãy bạn nói nhìn gì chứ giống mình đứt mới lớn gì vậy. Mới lớn á mà dạng còn mặt cả gì chứ. Nói chứ... nãy mà mua cáo đó cho nó á. Chứ cáo đem nãy á lưới 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 á. Không đi lên chậm mua. Trời hấp hết luôn trứng ớt luôn rồi. Rồi cắn luôn chứ. Trứng ớt ăn nữa là mua đó. Bữa nào tao lên đường là hai đứa lại. Thôi để lấy trứng ớt chơi trước nha. Còn thấy không hả? Con gà hả? Con gà hả?